Dạ con chào thầy. Dạ. Dạ. Đến đây cũng lễ và cầu nguyện cho chú Vũ Linh sao cũng cầu nguyện cho anh em YouTube chia sẻ ở đây cũng được nhiều sức khỏe của quý anh chị. Thầy đến từ đâu ha? Thầy đến từ Hóc Môn, chùa ha? Trù Kỳ á, chùa Trù Kỳ. Ở Hóc Môn. Nhưng mà nãy mình biết chùa nào không ta? Dạ, tụi con cảm ơn thầy rất là nhiều. Thầy rất là trân quý cái tấm lòng của thầy Thích Tâm Huệ đã ghé viếng mộ của cậu Năm. Phải nói trụ trì một chùa mà đến viếng mộ của cậu Năm thì rất là quý luôn. Em nãy thầy nói là chùa nè em. Con bác kia xem có thể là để lại những cái ý kiến của em mình lẫn nhau quý vị thì dân xin chào. Bây giờ mình làm mới sẽ quay trở lại mộ của cậu Năm nha. Wow, bất ngờ thì khán giả lại tiếp tục đến viếng mộ của cậu Năm. Thì hồi nãy thì vào lúc khoảng là 15 giờ thì trời có mưa rất là lớn luôn. Nhưng mà mưa khoảng 5 phút à. Mưa nhanh đến là cũng nhanh đi. Thì sau cơn mưa thì bà con cũng đến viếng mộ của cậu ha. Ở đây thì có bà con cô bác ha, có cô, có chị, có chú nè, có anh trai nữa. Mà
Đó thì 15 mới sẽ được từ xa để ghi hình cho tất cả quý cô chú anh chị xem toàn cảnh ha. Ê chồng, hả? Sao tự nhiên hồi nãy là mưa đúng không? Là lúc mà chưa mưa thì đang rất là không có nắng nha. Đang mưa tức là âm u. Chưa thì, mưa. Thì chưa mưa thì âm u. Ờ, mà mưa rồi bây giờ là nắng. Mưa rồi thì nắng. Em biết sao không? Và y như là bình thường không có chuyện gì xảy ra. Em biết sao không? Tại vì mưa còn đâu mà mây nữa, mưa là phải hết mây. Không. Đúng rồi. Đó thì đây bà con ha, viếng mộ của cậu. Thì nãy 15 mét cũng nghe thầy nói là gì ta? Cái gì thầy nói là cậu năm quá nổi tiếng. Ờ, nên là thầy muốn đến đây để... Đúng rồi. Nhưng mà anh nghe được á, là một trụ trì mà đến mộ của cậu năm viếng á, là cậu năm rất là được phước nha. Đúng không anh? Đúng rồi, rất là được phước. Tại vì một cái người bình thường á, viếng cậu thì cậu đã rất là phước rồi. Còn một vị trụ trì á, tức là một người có đức hạnh cũng phải nói là rất là cao. Tại vì làm giống như là một chủ một ngôi chùa, tức là phải có một cái vị trí nhất định ở trong giáo hội Phật giáo đó. Thì khi mà đến viếng mộ thì phải nói là rất là có phước. Mà anh nghĩ là giờ tới chiều còn mưa không chồng? Bây giờ tới chiều hả? Theo anh nghĩ là không mưa đâu. Tại vì mưa rồi mà, mưa 5 phút là lâu mà. Theo em nghĩ là cũng có một cơn mưa nữa. Cũng gần đây thôi chứ không có xa đâu. Nếu mà mưa nữa thì anh sẽ hát bài này. Không phải. Rồi cơn mưa chiều nay. Đó. Sẽ đưa bóng em khuất xa dần. Đó. Đến đây thì 15 mét Bình Dương cũng xin phép và khép lại video này. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ 15 mét Bình Dương ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.